Chết rồi, anh đáp đất. Ui, cô mèo. Cô mèo. Là chị Hiền ơi. Giỏi quá Hiền ơi. 314, 314, 159, 26535, 89793. Mà đi về. Mệt quá à. Mà báo cho cái này á hả? Ngồi đen ngồi lên đi. Ngồi lùi mông ra sao đi nữa. Rồi, chúng ta mặt sẵn đây rồi. Ôi, đi nhẹ thôi nha. Chúng mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ này hết rồi, tất cả mọi người đều đúng. Và hiện tại thì Vicky Nhung do chắc là chơi lần đầu nên là mặt người đầu tiên nữa đúng không? Nên chưa có kinh nghiệm, đã bị trật vai, chấn thương. Rồi bây giờ đã đang được ekip đưa vào bệnh viện để mà chữa trị. Nhưng mà không sao đâu, cố lên mọi người ơi. Mình còn hành trình còn rất là dài. Không sao đâu Vicky Nhung à. Ở đây 5 người này sẽ cố gắng thay cả phần Vicky Nhung nếu mà Vicky Nhung không có thể quay lại nha. Phải quay lại chứ lộn. Quay lại. Trời ơi, chuyện nhỏ ba rồi nha. Sao mọi người thấy sao? Sao là sao? Cảm giác. Ủa? Ôi. Ôi ôm sao rồi? Ôi Vicky sao rồi? Hiện tại bây giờ là dơ ra được đến đây này. Chứ tí nữa là nó là đau. Là nó đau. Không phải. Nhưng mà bây giờ điểm bị đau bên trái hả? Bên phải còn ngon không? Này, đang có ý định gì đúng không? Cho hai bên nó đều nhau. Nhưng mà bên này thì bây giờ cứ để như này thì chắc là không sao. Tối nay vẫn phải được. Ok, yo. Bây giờ ấy, là chúng ta sẽ đi về thôn Hồng Hải để chăn bò, mọi người nhớ không? Có nhớ tí gì không? Không. Mãi nhớ mới thích con số nhớ. Được rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi chăn bò nha. Thế đi ăn bò, nhưng mà nói chung là mọi người cũng cố gắng gánh giùm Vicky một số những công việc. Nói chung Vicky chỉ có thể đi làm cảnh kiểu để mua muối như thế thôi, nhưng nó không chăn được đâu. Đi đi. Okay. Đi em nói nghe này, nói nghe này, cái chặng đường của mình bây giờ nó còn dài lắm, hay mình chơi một trò chơi gì đó đi. Chơi gì đâu hát nói chữ á cái này em chơi được nè. Đó, đó chơi cho nó vui. Thế nhưng mà ai thua sao? Ai thua sẽ được vẽ lông mày cho Lily. Ai thua thả xuống dưới đây nè, cho đi bộ về. Không có vui. Vui thôi. Mình phải tăng độ khó của game. Thôi bây giờ mình cho chợ đi chợ đi. Đi chợ đi cho vui. Đi chợ mua quạt. Đi chợ mua quạt. Tới Ly Ly kìa. Tới Ly Ly. Mua gì cơ? Chị không nghe có người la trên tay. Đi chợ mua quạt. Quạt đó hả? Rồi trước mặt bán là cây quạt cho nên là bán cái quạt. Rồi Ly Ly. Đi chợ mua quạt. Mua khăn. Rồi. Đi chợ mua quạt, mua khăn, mua móc.
Ăn đồ có chợ mua quạt, mua khăn, mua móc, mua túi. Đi chợ mua quạt, mua khăn, mua móc, mua túi, mua quần. Đi chợ mua quạt, mua khăn, mua móc, mua túi, mua quần. Má cười. Không mua gì nữa rồi, đó. Anh mua rồi mà. Em bị gì vậy? Em bị gì hả? Tưởng là xong rồi, tưởng xong được mình rồi đó. Trời đất ơi. Ok, bạn cười cho vòng 1 phút. Con được nghỉ. Bấm giờ, ai bấm giờ? 30 giây thôi mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu là giờ đang là 22 nha. Rồi cười tới 23. Cười lấy. Chưa này nó nãy là 22 nhảy qua 23 liền, bán cười tới 24. Khóc luôn rồi. Chưa hết giờ. Chưa hết giờ. Nó lâu vậy. 1 phút mà lâu quá vậy. Rồi hết giờ, ok. 1 phút dài nhất thế giới. Thế có người chơi trò mà mình cứ giơ máy quay lên đứa nào mà cười trước nữa. Cái gì vậy? Chơi tiếp cho em chưa? Em chưa gỡ lại hả? Rồi ok, bây giờ lên level 2 nha. Bây giờ là 2 chữ, mua món 2 chữ. Rồi, bắt đầu. Đi chợ mua cái quần. Rồi. Đến em hả? Đi chợ mua cái quần. Mua cái xe. Hả? Chợ nào bán xe chị? Đúng à? Xe nhựa đó, xe nhựa. Mua cái xe. Rồi. Đi chợ mua cái quần. Mua cái xe. Mua cái áo. Rồi. Đi chợ mua cái quần, mua cái xe, mua cái áo, mua cái dù. Nó cười sao mà mệt. Mua cái quần, mua cái áo. Sai đó. Sai rồi. Sai rồi. Thua. Rồi cười 1 phút đi mẹ. Thôi giờ đổi đi. Bây giờ khóc trong 1 phút đi. Ác quá không? Khóc hơi khó. Khóc rồi, khóc rồi. Khóc rồi. Bây giờ làm tiếng kêu của con heo trong vòng 1 phút. Con heo nào kêu vậy trời? Có heo phiên bản đổi nhật. Rồi tiếp đi, chưa hết giờ mà. Ừ, con này là con heo nó đang khạc rộng. Con heo đang khạc đàm. Con heo không nhà thôi. Ôi đừng có nói, chưa hết giờ. Con này con gà thôi. Con này là con gì? Con này là con cò. Con mệt mỏi quá, tôi mệt mỏi quá. Rồi kêu như con cuốn trong đầu 1 phút. Rồi, thấy 1 phút rồi. Trời đất ơi. Mẹ con không? Rồi, Hà đề 3 đi. Thôi, khoan, nói chứ chơi xong chưa, đuối chưa? Mọi người không thấy đói à? Không. Em chưa phục vụ sao đó được mọi người, em phải phục vụ đấy chứ. Một cười một phút đồng hồ đâu phải là cái gì đâu nhỉ. Mọi người cười coi, muốn lòi cái nón ra ngoài luôn. Ui, sổ coi. Mỗi đây là hình phạt cho tất cả mọi người. Chờ đâu là ủng hộ. Ơi, đợt 26 đây rồi. Thôi nửa phút cầm lại cho hát đây. Mắt nín cười. Học nén đi, học nén đi. Rồi.
kiếm, em tự nhiên em thèm phở bò quá. Mình kiếm chỗ, chỗ này ăn phở bò nữa. Em mà em còn không có tiền mua. Em chả tắt còn không có. Em kém người ta chừng tháng này em được ăn. Ôi, giờ mình đâu có tiền đâu, đâu còn tiền đâu. 300, 300. Đúng 300 không? Dạ, đúng 300. Tất tần tật còn 300 đúng không? Ôi, anh Long đi. Có Long Long kìa. Thank you rồi kìa. Đây rồi, đây là Long nha mọi người nha. Có một cô gái đã nói đến mức là lén lút. Ok, ok, đây liền. Tiếng cái là mỏng mỏng. Ai gọt, ai đang đâu, đâu. Ô, bẻ ra. Đúng rồi, xong rồi sẽ lột ra giống như em lột cam vậy á. Vâng, thưa các bạn. Sẽ không có chương trình cắt nào các đó, bạn được chứng kiến một màn make up siêu đẳng đến như thế này. Em nhìn tôi á. Em lột mày bao lâu? Em nhìn bao lâu rồi? Tính chưa? Em lộn em nó ra luôn á. Trên xe vẽ từng bên lông mày. Lộn ra nhiều như luôn rồi. Rất là đỉnh. Rồi xong rồi, bắt rồi lột ra. Rồi. Đó, nắm lột ra vậy nè. Em có ai dạy với mình không? Em nó tươi lắm á. Ồ, tươi lắm á. Tối ra đây bà dùng con tay. Ơ, nhưng mà cho em mượn nên nó khó. Thì nếu em bỏ làm đôi cũng được, bỏ làm đôi dễ hơn đúng rồi, bỏ làm đôi. Không phải lột vậy. Wow. Đã bảo mà Lily làm được những công việc cơ bắp. Ủa anh kia không ăn hả? Anh không có nói anh nhìn mọi người ăn là anh no.